kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo ban quản lý dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải, đến nay tiến độ tổng thể của dự án cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 60%. Hiện các gói thầu đều đang đồng loạt triển khai các hạng mục đắp nền đường, đắp gia tài, theo dõi lún, thi công cầu vượt hồ, hầm chui dân sinh. Hiện ban quản lý dự án 2 đang tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính trong việc cấp phép cho các mỏ khai thác vật liệu phục vụ thi công dự án để đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch. Các đơn vị thi công đang tập trung huy động tối đa nguồn lực, thiết bị máy móc và cán bộ kỹ sư tư vấn giám sát, công nhân người lao động đồng loạt thi công 3 k 4 kíp một ngày đêm. Về phía tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải và các tỉnh bạn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án, tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho các nhà thầu thi công xây dựng đúng tiến độ. Hiện nay, nhiều đối tượng cơ hội chính trị đang lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ để đăng tải các luận điệu xuyên tạc về nội dung, ý nghĩa của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nhận diện đúng những thủ đoạn này là giải pháp góp phần thực thi hoạt động lấy ý kiến nhân dân, góp ý vào dự thảo luật một cách hiệu quả thiết thực. Ngay khi nghị quyết 671 của Quốc hội và nghị quyết số 170 của Chính phủ về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi được ban hành, một số trong mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết cho rằng Việt Nam sửa đổi luật đất đai là để thao túng thị trường đất đai, lồng ghép lợi ích cho những cá nhân hay nhóm người nhất định chứ không vì lợi ích của nhân dân. Tuy nhiên, đây là những kết luận vô căn cứ. Theo nhận định của những người trực tiếp nghiên cứu và thực thi pháp luật trong nhiều năm qua, các chương trình điều của dự thảo luật được xây dựng công phu, vừa đảm bảo kỹ thuật lập pháp, vừa có tính dự báo đối với các tình huống phát sinh trong tương lai, đồng thời gắn sát với thực tiễn và tháo gỡ được những vướng mắc còn tồn tại trong bộ luật cũ. Ngoài ra, còn nhiều nội dung được đánh giá là mới, có tính đột phá và ưu việt hơn so với Luật Đất đai năm 2013. Việc áp dụng luật đất đai có những sự khác biệt so với những luật khác thì ưu tiên áp dụng luật đất đai. Tuy nhiên là tại điều 4 cũng đã có những ngoại lệ. Đó là gì? Là nếu như về đấu giá quyền đất thì áp dụng luật đấu giá. Nếu về đấu thầu dự án có sử dụng đất thì áp dụng luật đấu thầu. Thì đây nó chính là những cái quy định hết sức minh bạch để tháo gỡ những cái bất cập trồng chéo. Bên cạnh đó, hiện dự thảo luật vẫn đang lấy ý kiến đóng góp rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân để chỉnh sửa hoàn thiện trước khi được Quốc hội thông qua và ban hành áp dụng. Sau đó, hoạt động phủ nhận sạch trơn giá trị đổi mới của dự thảo luật, đồng thời nhận định phiến diện về cài cắm lợi ích trong luật là luận điệu xuyên tạc sai sự thật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin nghe theo những quan điểm sai trái này nhằm góp phần xây dựng bộ luật có tính khả thi cao, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Từ cuối năm 2022 đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và quyền lợi của người bệnh có bảo hiểm y tế. Các vật tư y tế thiếu hụt chủ yếu là dịch truyền, kim luồn, một số loại thuốc kháng sinh, thuốc trong gây mê phẫu thuật, thuốc điều trị đông y, tim mạch, rối loạn tuần hoàn não. Ngoài ra hiện nay, một số bệnh viện cũng đã bắt đầu hết hóa chất xét nghiệm các bệnh viện cho biết nguyên nhân của tình trạng này là do sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, lượng bệnh nhân đến khám bệnh tăng đột biến. Vì vậy, dự trù thuốc, vật tư y tế của các bệnh viện không đáp ứng kịp. Ngoài ra, do tác động của dịch bệnh Covid-19 đã làm đứt gãy các chuỗi cung ứng. Một nguyên nhân quan trọng khác đó là các quy định liên quan đến đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế còn tồn tại những bất cập chưa phù hợp với thực tế gây trở ngại cho việc tổ chức đấu thầu và các đơn vị tham gia đấu thầu. Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn thiếu cục bộ một số các cái uh, thuốc vật tư tiêu hao cũng như là uh, hóa chất uh, xét nghiệm và cũng mong là uh, chính phủ cũng như là ủy ban dân tỉnh sở y tế là nhanh chóng có các cái uh, thông tư hướng dẫn các hướng dẫn cụ thể để cho các đơn vị y tế uh, có cái điều kiện thuận lợi nhất trong cái việc tổ chức uh, uh, mua sắm uh, đấu thầu thuốc và tư y tế. Nghị định 07 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý trang thiết bị y tế và nghị quyết 30 của chính phủ mới ban hành được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc mà các bệnh viện đang gặp phải trong mua sắm, đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, để các văn bản này sớm đi vào cuộc sống, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến phức tạp. Các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, nhất là đường ngang dân sinh có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân gây tai nạn phần lớn do người tham gia giao thông đường bộ không chấp hành đúng các quy định khi vượt qua đường sắt. Đèn đỏ đường sắt liên tục báo hiệu, chuông vang to, gác chắn đang hạ xuống. Thế nhưng vẫn có không ít người bất chấp nguy hiểm cố tình vượt qua đường sắt dù đoàn tàu đang đến rất gần. Đáng buồn, tình trạng này diễn ra khá thường xuyên. Khi trực ban báo tàu xin đường báo chạy, thì theo đơn thì của chúng tôi cũng đã đóng chắn. Thì một số ý thức của người dân là đang còn kém, vẫn vượt rào, kể cả quốc cả bị kết hợp đường sắt đường bộ đấy, nhưng mà vẫn bị vẫn 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 luồn lách. Thì có thậm chí những người đi xe đạp người ta còn vác cả xe đạp luồn qua rào chắn. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 4 người. Những vụ tai nạn này đều xảy ra ở vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Nguyên nhân chính vẫn là do người dân qua đường sắt không chấp hành biển báo, đèn tín hiệu, không chú ý quan sát khi qua đường ngang. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm, tạo ý thức thường trực cho người tham gia giao thông khi qua đường sắt đặc biệt là bộ phận dân cư thường xuyên phải lưu thông qua các đường ngang. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có hơn 170 trường đại học công bố thông tin tuyển sinh năm 2023, bao gồm cả phương thức xét tuyển cùng tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Đơn cử ở Đại học Hà Nội, năm nay nhà trường xác định tuyển sinh dựa trên 3 phương thức là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển kết hợp theo quy định của trường. Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời Đại học Hà Nội cũng quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ hoặc toán, vật lý, tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đạt 16 điểm trở lên theo thang điểm 10 chưa nhân hệ số. Theo thông tin từ cục quản lý dược Bộ Y tế, đơn vị này vừa cấp số đăng ký lưu hành cho gần 200 loại thuốc trong nước và nhập khẩu, gồm có gần 60 loại thuốc sản xuất trong nước, hơn 130 thuốc nước ngoài. Riêng thuốc sản xuất trong nước có 6 loại cấp số đăng ký 3 năm, còn lại có số đăng ký trong thời hạn 5 năm. Các thuốc trong nước và thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lần này thuộc các nhóm thuốc điều trị bệnh lý thông thường đến điều trị bệnh lý chuyên khoa đặc trị như tiêu hóa, tiểu đường, tim mạch, cơ xương khớp, hô hấp chống nhiễm khuẩn, ung thư, kháng sinh, kháng viêm. Chiều qua ngày 6 tháng 3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tổ 8, khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, khiến một người tử vong. Ngọn lửa xuất phát từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1965, sau đó cháy sang căn nhà của bà Lâm Thị Lang, sinh năm 1966, khiến hai căn nhà bị thiêu rụi. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông Nguyễn Văn Sơn đang bị tai biến, Nằm trong nhà một mình không đi đứng được nên tử vong trong vụ cháy, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được công an huyện An Phú điều tra làm rõ. Lực lượng công binh của phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng ban chỉ huy quân sự thị xã Duyên Hải, ban chỉ huy quân sự xã Trường Long Hòa đã thu gom và xử lý an toàn một quả bom còn sót lại trong chiến tranh do nhân dân phát hiện, lực lượng chức năng cho biết thời điểm phát hiện quả bom còn nguyên ngoài nổ và bị vùi sâu trong lòng đất cân nặng ước tính hơn 150 kg. Hiện quả bom đã được lực lượng công binh quân sự tỉnh Trà Vinh đưa về tập kết tại trường bắn ban chỉ huy quân sự huyện Tiểu Cần an toàn, chờ hủy nổ theo quy định. Mặc dù đã bị Ủy ban nhân dân xã Văn Luông huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với lò đốt than từ năm 2021, thế nhưng đến nay lò đốt của hộ gia đình ông Nguyễn Duy Đức vẫn ngang nhiên hoạt động. Người dân địa phương phản ánh lò đốt than này không chỉ vi phạm quy định về giấy phép hoạt động, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khi khói, khí than mỗi lần đốt lò lại bốc mùi nồng nặc. Ủy ban nhân dân xã Văn Luông, huyện Tân Sơn cho biết hiện đã yêu cầu hộ gia đình ngừng đốt than, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cử đoàn công tác đến quan trắc đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường của hoạt động này nhằm có hướng xử lý thích hợp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thực sự trong tỉnh và trong nước. Ngay sau đây là phần tin quốc tế. Bản tin 18 giờ 30 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.